Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với bạn cái công trình đang làm ở sát mảnh đất của mình ha. Sát của cái mảnh đất của mình. Mình vô tham quan. Coi đang xây cái gì các bạn. Đây. Chắc mình nghĩ là một cái quán cà phê ha. Có khi là cái quán cà phê ha. Đây là đổ tắm lỗ lên này. Rất là ghê các bạn. Giờ không có người. Đầu tư hẳn cái máy cưa ở đây này. Chà. Làm hẳn cái máy cưa này. Máy cưa gỗ nha. Ghê. Đây là những cái máy cưa. Máy cưa. Hôm nay chủ nhật chứ thợ nghỉ các bạn. Có điện luôn các bạn. Điện câu vô ha. Giỏng các kiểu luôn. Đây. Đây có cái hàng lên ha. Đây nó làm cái đổ tắm cũng rất là chắc chắn ha bạn, này đổ tắm này. Làm cái nhà theo kiểu như cái chuồng bồ câu cũng vậy. Chủ nó lại dạ.